Thưa quý vị, mưa dông tiếp diễn với lượng lớn ở các tỉnh thành Bắc Bộ trong ngày 31 tháng 5, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt. Nhiều nơi ở Hà Nội có thể sẽ ngập khi mà hứng trận mưa từ 50 đến 100mm. Hiện nay thì hệ thống thoát nước của Hà Nội chỉ đáp ứng được trong trường hợp mưa dưới 50mm trong vòng 2 giờ và dưới 310mm trong vòng 2 ngày. Và nếu vượt ngưỡng này, nhiều nơi sẽ bị ngập. Theo thống kê, thành phố còn tồn tại 11 điểm ngập chưa thể giải quyết, trong đó 3 điểm ngập đã giảm thiểu tình trạng úng ngập là Hoa Bằng, Minh Khai, Nguyễn Khuyến. 5 điểm đang triển khai các dự án cải tạo thoát nước là ngã 5 Đường Thành, Bát Đàn, Nhà Hỏa, ngã 4 Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, phố Thụy Khuê, dốc La Phò, phố Cao Bá Quát, phố Vũ Trọng Phụng. 3 điểm còn lại đang trong quá trình nghiên cứu các dự án chống ngập là Đại lộ Thăng Long, phố Ngọc Lâm và đường Hoàng Như Tiếp. Với cường độ mưa từ 50 đến 100mm trong vòng 2 giờ, các khu vực trên chắc chắn bị úng ngập. Thời gian nước rút phụ thuộc vào vũ lượng cũng như là khả năng tiêu thoát tự nhiên, dao động 20 phút cho đến 1 giờ. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển vào các khu vực trũng thấp, thường xuyên xảy ra ngập lụt khi mưa lớn trút xuống.